Xin chào tất cả các bạn. Mình thì lần đầu tiên mình làm cái clip mà nó chính diện cái mặt mình như thế này nên nhiều khi mình cũng ngại lắm. Thì các bạn cố gắng xem nha. Thì trước mình đã làm cái trailer thì cũng khá rùng rợn về cái loại Razorback Musk Hollow. Thì hôm nay mình sẽ cũng giới thiệu sơ cho các bạn về cái loại này, thì nó cũng tương đối đơn giản, cũng đã có nhiều bạn là đã làm rồi nên là nay mình cũng muốn giới thiệu thêm một chút cho những bạn mà mới chơi á. Còn mấy cái bạn mà già quá rồi thì thôi, không có cái gì mà để mình phải nói hết trơn á. Đầu tiên á thì mình cần xác định cái tên. Đây là bé Razorback Musk Hollow. Thì cái tên thì mình cũng mới đọc đó các bạn, đó là Razorback Musk Hollow. Ở đây mình không có đọc đó là Razorback nha. Hồi xưa mình cũng đọc Razorback rất là nhiều. Tuy nhiên là đọc nó không có đúng từ ngữ thì mất công mốt trao đổi với mấy bạn nước ngoài thì người ta cười, phải không? Cũng không có nên. Thì Razorback Musk Hollow hay còn gọi là rùa lưỡi dao. Đó, thì cái tên của nó cũng xuất phát một phần từ cái cấu trúc mai của con Razorback này. Mai của chúng là giống như là nhiều lớp vảy sừng, là nó sắp lớp lên với nhau và có những cái khía răng cưa. Khía răng cưa tại đây, đó như các bạn đã thấy nè. Thì người ta tưởng tượng giống như là cái lưỡi dao vậy, nên người ta gọi là rùa lưỡi dao. Thì đây là loại rùa có kích thước không lớn, khoảng từ tối đa khoảng từ 15 tới 18 cm. Còn có cái cá thể nào mà lớn hơn nữa thì mình chưa biết. Mà nói chứ ở đây thì mình cũng mới có thấy được vài cá thể là 15 cm, nhưng mà không có con nào ở miền Nam hết. Có khi mới biết, mà có mình cũng biết luôn. Đó. Thì đây là loại rùa kích thước nhỏ nè, cho nên nếu như kích thước nhỏ thì đồng nghĩa với môi trường nuôi của nó cũng không cần phải là quá lớn, vì chúng ta có đầy đủ các điều kiện để nuôi nó, như diện tích cũng không cần phải là quá to quá lớn mà chỉ cần bé bé thôi. Nhưng nói chứ bé bé cũng theo tiêu chuẩn á, cũng phải ít nhất là gấp 3, gấp 4 lần cái chiều dài tối đa của nó, nghĩa là mình cho là 15 cm đi, thì ít nhất cái hồ đó cũng phải là 60 tới 70 là ít nhất, còn nhỏ hơn nữa thì thực chất là nó quá chật. Mà khi mà quá chật thì nó sẽ cản trở sự phát triển của con rùa về mọi mặt, cái đó là không có tốt. Thì giống như mấy bạn mà nuôi hay là người ta nhốt mấy bạn vô cái hộp vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất rất là nhiều. Đây là loài rùa mà rất là phổ biến tại Mỹ. Nhưng mà trong mình cũng biết là trong thời gian bao lâu nữa, nhưng mà lâu rồi thì người Trung Quốc cũng đã nhân giống này, và tất cả mình có thể kể cả cái con này của mình cũng có thể là cũng là nằm ở bên Trung Quốc qua. Đó, bạn thấy là nó rất là dữ. Thì mình cũng mới tìm hiểu loại mắt này thì mình cũng biết con này từ năm 2014. Tuy nhiên là tới thời gian gần đây khoảng độ 5 năm thì mình bắt đầu mình tìm hiểu nhiều. Thì đây là loài rùa sống ở những vùng nước sâu và chủ yếu hoạt động ở tầng đáy. Thì nó cũng như một số loài rùa khác thôi, các bạn để ý là nếu như mà chân của nó là loại chân có màng, có nghĩa là nó có thể bơi lội được một cách thoải mái đó, đó là những loài rùa giống như là cho nước sâu, như giống như các loài mết nè, rồi mũi lợn nè, rồi cổ rắn nè, vân vân. Nhưng mà bên cạnh đó thì nhiều bạn lầm tưởng rằng rùa nước nào cũng ở nước sâu, giống như cái con mũ hiểm đằng sau là loài rùa chân có móng có bàn nhưng không có màng, cho nên là nó không thể sống nước sâu được. Thì về cơ bản thì giống như là common chẳng hạn này cũng là loài rùa không hề sống nước sâu được, nhưng mà nhiều bạn vẫn tưởng là sống nước sâu. Nó vẫn sống được nhưng mà mỗi lần bơi lên thở rất là mệt mỏi, nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái con rùa của mình. Đó. Thì
với kích thước không lớn, chủ nuôi không tốn nhiều và giá thành cũng không hề là quá cao. Đối với một con rùa mà size 3,5 cm đó, thì giá cũng khoảng là 4-5-600 gì đó. Thì đó thời giá hiện giờ nha. Thì các bạn cũng có thể dễ dàng tiếp cận được với cái loài rùa này một cách là dễ dàng và cũng không có gì quá khó khăn. Tuy nhiên là nhiều bạn là cũng lầm tưởng là những con mết này có thể nuôi được với bất kỳ một loài rùa nào khác. Ví dụ đây là mấy bạn biết là mết đó, đặc biệt là con razor này là có cái tật xấu, hay là mình nói là cái bản chất của nó chẳng hạn, có nghĩa là nó hay cắn cũng như rỉa đuôi, viền mai với lại chân móng của một số loại rùa lớn hơn, ví dụ như là mũi lợn, là mấy bạn phải lưu ý khi mà nuôi cùng nó. Mặc dù mình cung cấp đầy đủ tất cả các loại thức ăn, tuy nhiên cũng không thể ngăn cản điều đó, thì mấy bạn phải lưu ý về cái cấu trúc cấu tạo của con rùa này thì cũng cơ bản thôi, có hai cái mắt, cái mũi, cái miệng, rồi bốn cái giò. Mai thì được cấu tạo theo hình tháp và có hình chớp nhọn. Đó. Tổng cộng là 1 2 3 4 5. Nó có tổng cộng là 5 lớp. 5 lớp giống như cá vậy, 5 lớp. 1 2 3 4 5 là xếp chồng lên nhau. Đó thì các bạn mới thấy là trên cái clip mình cũng nêu cũng đã rất là rõ bằng hình ảnh cũng như là vật sống. Hồ 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 hồ. Nó thì do là nhìn nói nó là thân thiện mà mình cũng biết sao mình phải thân thiện không, mà nó cứ há mỏ vậy từ nãy tới giờ. Đó thì các bạn thấy. Thì về môi trường sống thì cũng rất là đơn giản. Đây đúng là loại rùa là sống nước sâu, tuy nhiên là nếu như có điều kiện thì các bạn có thể là set up thêm cho nó một cái lũa, cái lũa hay là một cái máng leo nào đó để nó có thể leo lên tiến hành là phơi nắng. Đó, giống như mình giới thiệu sơ cho các bạn về cái chỗ mình đang nuôi con lưỡi dao của mình. Thì đây là một cái hồ mực nước khoảng tầm là 20 cm thôi. Thì mình cũng không muốn cho nó quá cao, thì trong hồ đó là mình có tự nhiên là có máy bơm, có lọc, nhưng mà cũng có một cái lũa để cho nó bơi lên, thì đó là phương án thứ nhất. Còn nếu phương án thứ hai thì các bạn có thể theo bên này, là đây là cái hồ con Naro của mình, thì có thể tiến hành là sử dụng là máng leo. Nếu mình cũng hiểu xương xương các bạn rồi, máng leo hoặc là lũa, mà cũng cần phải đảm bảo là nó leo đó nhưng mà nó vẫn thở được nha, chứ leo đó mà không thở được thì nó cũng như không thôi. Thì mấy bạn cũng lưu ý điều này. Ồ hồ hồ hồ. Rồi giờ mình tiếp tục. Thì chúng ta đã trao đổi về là tên nè, về hình dạng nè, rồi về môi trường sống, cách set up hồ đơn giản này nọ. Giờ tiếp theo có là một phần rất là quan trọng, đấy là về cái chế độ ăn. Chế độ ăn và chế độ phơi nắng là đóng một cái vai trò rất là lớn trong phát triển của một sinh vật nào, kể cả con người và đương nhiên là rùa cũng vậy. Thì mình xin chia sẻ thêm về cái cách mà mình cho các con rùa của mình ăn như thế nào và cách phơi nắng như thế nào. Thì đầu tiên là về cái cách ăn cũng như là các loại thức ăn cho nó. Thì đầu tiên là mình có sử dụng thường xuyên là ba loại thức ăn khô bên cạnh các loại thức ăn tươi. Đây. Thì như các bạn đã biết rồi, đây là tê tra, không? Thì cái hũ này là hũ 310g thì chắc khoảng 550 á. Đó, thì như bạn đã biết rồi. Cái thứ hai là Mazuri dành cho rùa nước. Thì chắc nhiều bạn cũng nắm rồi nhưng mà chắc cũng chưa có mua, nhưng mà không chắc cũng nhiều bạn mua rồi. Cái thứ ba cũng là cái loại chắc là ít thấy, đó là ruốc hay là tép sấy khô gì đó. Đó thì đây là đồ mà khi nào mà hai thằng kia hết, hay là mình muốn cho nó tụi nó ăn dặm thêm thì mình sử dụng cái loại này. Đó.
Thì đây là ba loại thức ăn mà mình nghĩ là khô, mà là loại thức ăn khô mà chúng ta cần thiết cho từ nhỏ ở trong nhà của mình. Tế tra, Marjoram and rút khô, đó là ba cái loại mà mình cần phải có trong nhà. Thì còn về thức ăn sống thì nhiều bạn biết quá rồi, mình cũng không còn giới thiệu nhiều, như là tôm, là tép, cá chép mòi, rồi một số loại thực phẩm khác như là gà xé nè, rồi chạch nè, rồi thậm chí là trê nè. Đó thì các bạn phải tự tính toán cho mình. Giờ kích thước con này không quá lớn thì mình nghĩ là chỉ có là tép nè, rồi cộng thêm nó bắt mồi không được nữa. Nó dòng must thì bắt mồi rất là chậm và hầu như là nó vô dụng lắm, nó không bắt được cái gì hết trơn á. Thì mình sử dụng là chép nè, đó chép mồi mà theo cách của mình á, là mình sẽ ướp lạnh một phần, ướp lạnh một nửa, và một nửa là thả, còn một nửa là mình ướp lạnh rồi sau đó mình mới thả vào. Cái thứ hai á, là lóc nè, cái thứ ba á, là tép. Đó thì mình sử dụng ba loại đó. Còn gà xé là khi nào mà ăn cảm thấy là bữa đó mình mua dư hay là lố quá thì mình mới sử dụng cho từ nhỏ cái đó. Rồi cái đó là về các thức ăn. Còn về chế độ ăn thì bất kỳ một con rùa nào mà nếu như chúng ta cho ăn quá thường xuyên á, thì nó cũng không có hay, cũng không có tốt cho con rùa. Nó vừa làm hại con rùa nè, là nó vừa là mất mỹ quan, con rùa này nhìn nó mập, ôi sữa cầm lên mà nó mở lồi tự luộc vô cho thì nó không có hay đâu rồi. Dường như con của mình là cũng tương đối là cũng hơi lòi lòi mỡ rồi đó, rồi nhưng mà nếu như vậy là vừa, cũng không có cần thiết mà phải cho nó ăn quá nhiều. Là mình là cho ăn thức ăn sống á, là một tuần là 2 ngày thôi, không lẽ là 3 ngày một cho ăn một lần, đó là mua cá rồi tép này nọ đó. Còn thức ăn nguyên á thì mình cho là ăn xen kẽ, là ngày thì Marjoram, ngày thì tê tra, và những lúc cuối tuần thì có thêm rút khô đó, như hồi nãy mình giới thiệu với mấy bạn á. Thì chế độ ăn thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà mình cần phải theo dõi. Nhiều khi mình bỏ quá nhiều phải không, thì con dòng Razer này nó ăn không nổi, bắt đầu nước nó dơ thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Rồi tiếp theo là về chế độ phơi nắng. Thì phơi nắng thì mình cũng đã giới thiệu nhiều trong một số cái clip trước đó rồi, thì bây giờ mình cũng xin nhắc lại. Nghĩa là nhiều bạn mới chơi á, thì cũng lầm tưởng là cứ có nắng là được, cứ có nắng là có sức nóng là nó sẽ tổng hợp, nhưng mà chúng ta bên cạnh đó chúng ta vẫn còn nhiều cái hệ lụy khác, đúng không? Thì ta cần lưu ý, nắng thì đúng là tốt thiệt nhưng mà không phải giờ nào cũng tốt. Là về buổi sáng á, là chỉ theo mình, cá nhân mình là từ 8 giờ tới 9 giờ rưỡi là thời gian phơi nắng tốt nhất, phơi khoảng 30 phút. Còn buổi chiều á là từ 3 giờ trở đi đến khoảng 5 giờ, nếu như khu vực của bạn còn nắng thì phơi, nhưng mà nắng chiều không có tốt bằng cái nắng buổi sáng. Thì mình cũng thông tin thêm các bạn, chờ mấy bạn đừng có chơi cái trò mà phơi nắng buổi trưa 12 giờ trưa nha, đừng nói là phơi rùa phơi người còn chết nữa. Các bạn lưu ý nha, không có chơi cái trò mà 12 giờ rồi 1 giờ phơi nha, nó rất là hại theo cá nhân mình biết vậy á. Còn nếu bạn nào mà thấy rùa mình có vẻ là quen cái giấc đó hay là thích cái giấc đó thì tùy thôi, đây là về góc độ là cá nhân và chia sẻ, không chứ không phải góc độ là dạy đời, yên tâm. Rồi những cái điều mà về con Razer Bud Max này á, thì nó mình cũng nhiều điều mình cũng không có biết đâu, nhưng mà mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó. Thì đây là loài có thể sống cộng đồng, mặc với điều kiện là các con rùa còn lại là có kích thước to hơn, có to hơn nó là nó có thể là sinh sống hòa thuận được. Còn nếu nhỏ hơn thì mình không biết à. Còn nếu điều kiện là tụi nó chung sống với nhau từ nhỏ tới lớn thì có một yếu tố khác nữa. Mà là con này thì như nãy mình cũng nói là nó hay rỉa đuôi móng cũng như là viền mai của các con rùa khác, thì các bạn nuôi hết sức lưu ý và có sự theo dõi thường xuyên. Đó. Rồi về cái một điều nữa mình muốn nói thêm là về là vệ sinh hồ cũng như là các loại thuốc ngâm cần thiết cho nó. Thì ở đây mình do thuốc mình cũng cất rồi, mình cũng không có ở đây. Thì các bạn lưu ý nè, khi mỗi lần mà chúng ta thay nước đó, thì theo mình là định kỳ 1 tuần thay 1 lần hoặc là 2 tuần thay 1 lần là được rồi. Thì khi chúng ta thay nước xong á
thì chúng ta bỏ thêm một miếng muối. Với lại ra tiệm cá đó, sử dụng thêm một chai benzo, chai benzo cái là chai khử nấm, khử nấm hay khử trùng gì đó của bên cá thì nó cũng rất là tốt. Nó là chữa ngoài da đó, những cái da là mai nọ nè thì nó rất là ok. Thì bạn có thể mua về để sử dụng thêm cho mỗi lần thay nước của mình thì nó cũng rất là lợi cho những cái con rùa mà mình nuôi. Rồi còn loài razorback này á thì về độ tuổi mà sai mà bắt đầu sinh sản á, là khoảng từ 13, 14, 15 trở lên bắt đầu sinh sản được rồi. Thì ở mình biết ở ngoài Bắc cũng có một vài anh cũng đã sinh sản thành công, nhưng mà về ghi nhận nở rồi hay chưa đó thì mình cũng không biết nữa. Thì hy vọng là trong tương lai gần là razorback có thể sinh sản tại Việt Nam, thì lúc đó giá thành sẽ rẻ hơn và giúp cho nhiều bạn tiếp cận được hơn về cái loài rùa rất là dễ thương cute mà sao há hỏng tàu hoài vậy, thương cute mà nhiều khi là hơi ốc chó này. Vâng, thì mình cũng xin làm một cái clip ngắn trình bày, nếu như có gì sai sót thì các bạn góp ý thêm vào Facebook của mình hoặc là vào thẳng dây nhận xét của cái clip này ở trên YouTube. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý và có sự theo dõi cái clip review cũng như giới thiệu sơ nét về loài Razorback Mustodon rùa lưỡi dao của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một ngày, một tuần lễ mới thật là nhiều niềm vui và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Bye bye.